Thân mời các bạn cùng nhóm Thông Công bước vào hành trình tĩnh tâm suy ngẫm về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu với chủ đề Hy vọng bùng lên từ đống tro tàn. Cuộc sống là cuộc chiến. Mỗi người đều có một cuộc chiến của riêng mình, ngay cả người đã tin Chúa Giêsu. Vậy thì Cơ Đốc nhân đối diện với cuộc chiến nào và sẽ chiến đấu bằng cách nào đây? Chúng ta cùng lắng nghe điều sứ đồ Phao-lô mô tả trong Ga-la-ti chương 5 câu 16 đến câu 26. Vậy tôi nói, hãy bước đi theo Thánh Linh, đừng thỏa mãn những dục vọng xác thịt, vì xác thịt có những dục vọng trái ngược với Thánh Linh, và Thánh Linh có những ước muốn trái ngược với xác thịt. Hai bên đối nghịch nhau như vậy, nên anh em không làm được điều mình muốn. Nhưng nếu anh em được Thánh Linh dắt dẫn thì chẳng ở dưới luật pháp đâu. Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phè đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em như tôi đã từng cảnh cáo. Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. Vậy, những người thuộc về Đấng Christ Giêsu đã đóng đinh xác thịt cùng với các đam mê và dục vọng mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì hãy bước theo Thánh Linh. Chớ tìm kiếm hư danh mà khiêu khích và ganh ghét nhau. Ga-la-ti đoạn 5 câu 16 đến câu 26. Ga-la-ti chương 5 câu 17 nói về trận chiến xảy ra hàng ngày trong đời sống Cơ Đốc nhân. Đó là trận chiến giữa Thánh Linh với xác thịt. Có nguy cơ là xác thịt sẽ thắng hơn vì bản tánh con người là sa ngã, dễ bị quyền lực tội lỗi tấn công. Những người miệt mài sống trong tội lỗi như gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén và những việc tương tự khác sẽ không hưởng được phước hạnh của vương quốc Đức Chúa Trời. Câu 19 đến câu 21. Tuy nhiên, khi một người lựa chọn ở dưới quyền kiểm soát của Đức Thánh Linh để cho Ngài hướng dẫn, thì người ấy sẽ không làm theo ước muốn của xác thịt. Trái lại, Đức Thánh Linh sẽ sản sinh tình yêu thương của Ngài trong cuộc đời của người đó. Một cách tự nhiên không gượng ép hay cố bắt chước, người đầu phục Chúa sẽ sống vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Câu 22. Chúa Giêsu đã chết trên cây thập tự để đền tội cho mỗi chúng ta. Khi chúng ta thuộc về Chúa thì cũng phải hành động dứt khoát, đóng đinh những đam mê và dục vọng của mình trên thập tự giá, hoàn toàn quay lưng lại với đời sống cũ, xây bỏ tội lỗi. Đây là phương cách để làm chết đi các việc làm của xác thịt. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta chẳng bao giờ thấy dấu vết của gian ác xấu xa nữa. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta vẫn còn khả năng phạm tội. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô dạy, nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì hãy bước theo Thánh Linh. Câu thứ 25. Cụm từ bước theo Thánh Linh có nghĩa là đồng hành với Chúa trên con đường mà Đức Thánh Linh đã vạch sẵn cho chúng ta. Nó có nghĩa là Cơ Đốc nhân được nhận lãnh sự sống mới từ Đức Thánh Linh, trong Chúa Giêsu Christ có thể sống một cuộc đời thánh khiết. Chính sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc đời chúng ta làm cho điều này có thể thực hiện được. Phao-lô nói rằng chúng ta có nguồn cung ứng thiên thượng, nên hãy dùng đi, hãy nương cậy vào Đức Thánh Linh để có quyền năng, sống cuộc đời trở nên giống Chúa. Hãy để cho Đức Thánh Linh chi phối mọi bước đi của chúng ta. Hãy đầu phục Ngài, hãy bước đi trong Thánh Linh. Câu hỏi suy ngẫm. Một số người,
kể cả Cơ Đốc nhân nói rằng: ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, nếu không sống thật với con người mình, làm những điều mình ưa thích thì chẳng là mình nữa. Ý thức được rằng cuộc sống người theo Chúa là một cuộc chiến giữa cái tôi của bản ngã và Đức Thánh Linh bên trong đời sống mình, bạn đáp ứng như thế nào đối với lời nhận định như vậy? Bạn quyết định sẽ ngã theo bên nào, Đức Thánh Linh hay xác thịt, để lựa chọn làm điều Chúa muốn làm hay điều mình muốn? Những việc làm của xác thịt nào mà bạn dễ vấp phạm nhất? Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Thánh Linh, xin ban cho con biết vâng phục, bước theo Ngài để nhận được năng quyền chống lại những điều ưa muốn của xác thịt, và cũng có năng lực từ Ngài để sống giống Chúa Giê-xu trong sự yêu thương và phục vụ. Nhân danh Chúa Giê-xu, Amen. Thân ái chào các bạn. Hẹn gặp lại vào ngày mai.